Xin chào tất cả các bạn. Mình là Tháo xe và đang dư cái bộ đùm của xe Honda 67 nha. Đây chúng ta có một cái má phanh trước 67. Cái nhông của nó vẫn còn chạy luôn nha các bạn. Nhông km chạy tốt nha, chạy rất là ok. Đấy, các bạn thấy nhìn thấy cái chốt nó xoay chưa? Cái bố thắng cũng còn dính Osaka luôn nha. Đây là cái má đụng trước này, rất là đẹp. Đụng 67 thì nó không có sơn mà nó xi nha, nó hợp kim, chúng ta đánh bóng lên là nó đẹp thôi chứ không có sơn. Có máy chà bóng chúng ta chà là nó đẹp. Rồi đây là cái đùm sao, bạn thấy cái đùm sao nó không có cái cù dĩa ngoài giống như xe cúp mà cái cù dĩa nó dính luôn không chân nha. Rất là đẹp nha các bạn, chỉ cần đánh bóng lại là rất đẹp. Cái bên này nó có mẻ một chút xíu nha, nhưng mà không sao, không ảnh hưởng gì hết, nó vẫn là đẹp. Vừa mới tháo xe xong, anh em có nhu